Hi Audrey. Hello. Nè, cho chị say nè. Xin chào cô chú. Cô chú. À, cô chú. Trời ơi, nó mặc đầm đẹp ghê. Đầm đẹp mà đẹp quá. Thôi, trời, hai đứa này đi chân không qua được đời với hai đứa này không? Where's your shoes? Trời ơi, không? I don't know. Hả? I see the birdie right there. Hả? I found some birdies. I go to skate park today. Oh, you went where? I to the skate park today. Skate? Trời ơi, dữ rồi ta. Was it, how was it, fun? Yeah. À, fun. Chạy, đi vô đây chơi Audrey nè. Ồ, đi ra đi, để bơi cái chị đó chị vô. Audrey, be careful, Audrey. No running. Chơi đi, bước vô. Còn được đời nó không, nó ngồi đó nó chờ anh ta. Ngồi đó nó chờ anh ta. Trời ơi, Audrey đang đập đầm mặt đầm đẹp ghê. Đầm màu đẹp ghê á. Trời ơi, có đi cái tướng kìa. Trời ơi, muốn rồi, kêu chơi vô. Đây nè, đây là một cái đầm mà một cái cô ở Việt Nam cho chay hồi năm ngoái lúc mà chay về Việt Nam á cô chú, nhưng mà hả tới hôm nay mặt mới vừa nè. Cô nào là người cho chay cái đầm này nhớ không ta? Cô nào là người cho chay cái đầm đó, thật sự là Ngọt không nhớ. Oh, it's my friend Audrey. That's my friend dog. That's my friend Audrey. I'm gay, so this is Audrey, so you know my name. À, đó, giới thiệu tên đồ này kia dữ lắm. No, don't. Audrey, don't do speeding. No speed, okay? Audrey, sao nó ưa chơi, nó phun nước miếng. Yes, it's fine. This is my friend Audrey, so... Con chó kìa, look at the doggy. Wow, see the doggy? Come on, let's go. Từ từ, cẩn thận con, từ từ. Rồi đi lên bông chơi nè. Hả? Trời ơi, Audrey nói oh my god, we're on a boat. Là giống như là trời ơi, mình đang đứng ở trên thuyền. Hey, what's this up there? Đó là cái shade. Jay! Ready to, okay, go down and play with Jay. Oh, look at your nails. Let me see your nail. Nữa. Hey, look. Hey, look. Trời ơi, đẹp ghê. Who did it? Ồ, má mấy mẹ làm hả? Giỏi quá. It's dark. Oh, beautiful. Quá đẹp. Có Audrey nè. Còn bà chay, bà lo bà chơi với người lớn không? Còn bà bỏ Audrey bơ vơ. Trời ơi, bỏ Audrey bơ vơ. Một bàn chân bước. À, Audrey, chơi. Sorry, Audrey. Audrey. Wear your shoes. Hả? Thôi kìa. Chạy không rồi kìa. Audrey thảo không có muốn chơi trò chơi của hai đứa kia đang chơi. Đó, bây giờ Audrey sẽ trốn nha. Chạy trốn ở đâu? Chạy trốn dưới cái bàn đi, chạy trốn chỗ nào? Đó, trốn ở nhà đang chơi hàng xích đó nha cô chú nha. Trốn đâu? Trốn lẹ đi, người ta đếm tới 10 rồi kìa, cứ oh no hoài. Audrey trốn đâu? Sit down. Hai. Đó, đào trốn qua chưa? Don't move, ok? Đừng có di chuyển. Don't move, ok? Okay. Đó, ướt chân rồi chưa? Đó, mang đôi giày này xuống nước rồi nè. Giờ cởi giày ra ướt chân rồi nè. Thấy chưa? Xuống dưới để làm gì vậy? Rồi, làm gì vậy? Hả? Mặt đầm đẹp ghê. Đầm quá đẹp luôn á. Dưới đâu hả? Ồ, nó đi lấy khăn để chùi chân đó đó cô chú. Đây là cô cuốn tập vẽ của chay bây giờ hả, lấy ra cho cô chú coi nó vẽ được cái gì này nha. Trời, nó vẽ miết ăn là ngày nào đó, nó vẽ nữa nè. Này vẽ gì? Có hai cái tóc rồi, trời vẽ. Trời ơi, thôi đó.
Để coi vẽ nó đi nữa đây. Mấy cuốn tập vẽ này là mình phải giữ hoài vậy đó. Trời, con vẽ. Coi tiếp theo vẽ gì đây. Vẽ này giống y chang vẽ Lucky D3 nè, đúng rồi. Okay. Chuẩn bị tấm này đẹp nè. Vẽ người này đẹp nha. Đây nữa nè. Vẽ này nè. Cái này dữ à. Vẽ này dữ ngồi trong. Vẽ miết nó mở YouTube ra, nó coi người ta vẽ những cái bộ design thiết kế đồ á. Cái nó nằm, nó vừa nằm với nhìn coi người ta vẽ, nó bắt chước, nó vẽ theo. Đây nữa nè. Đó, vẽ người nè. Ngọc nó vẽ này, nó vẽ Ngọc, cái Ngọc có bầu á, bự cái bụng Ngọc bự như người Ngọc bự vậy đó, nó chơi được không? Có được đời nó không? Hi, Tree. No. What? No. Can you show me mama? Chay đi qua mét mẹ hả? What did you do? Chay go chuck me and my mommy. Audrey mới chọc chay gì, chay chạy đi qua mét mẹ Audrey. Audrey vô nói cô chay đi qua mét mẹ con ơi. Mấy đứa nít này cũng y chang mấy đứa nít Việt Nam chứ có gì đâu khác đâu cô chú, hay vậy đó. Nhiều chuyện bà tám rồi vậy đó. Qua mắt mẹ đồ chơi đi mắt mẹ đồ. Phiền lòng dễ sợ luôn. Mấy đứa này chơi phiền lòng người lớn vậy. Người lớn nhiều khi mít lòng gì mấy đứa này luôn á, nhưng không phải đơn giản. Người lớn nhiều khi là phiền lòng đúng không? Người lớn mà không biết là cái chơi chứ là phiền lòng về mấy đứa này dữ lắm luôn á, chứ không phải đơn giản đâu đó. Hả? Bây giờ con nhảy với lại con gì đó. Con này tên gì qua này, con ó. Ủa ai nói với con là he's scared bird? Ba nó nói hả, cái con này là con cú mèo sẽ làm cho những cái con chim sợ. Cái Ngọc nói ủa sao con biết, nó nói ba nó chạy cho nó đó. Rồi sao nó nhớ hay vậy ta? Ba nó có nói con câu mà nó nhớ liền á. Ví dụ như nó hỏi con chim này để làm gì, cái ba nó là để cho mấy cái con chim khác nó đừng có lên tàu mình, nó ị bậy á, là giờ nó nhớ liền. What will it stop the birds from doing? Không, nếu mà có con ao ồ này á, mấy con chim nó nhìn ao ồ này nó sợ á, thì nó sẽ không làm cái gì. Không, gì hit a house, gì đụng nhà mình không có. Đâu có smack a house, cái này là cái tàu mà, chứ đâu có gì liên quan tới nhà đâu. Thì con mẹ nói cho một lần là nhớ nha. Nếu như mà cái con này á, nó ngồi trên cái thuyền á, thì những con chim á sẽ không dám tới đây để ỉa bậy trên thuyền của mình. Ew. Đúng không? I told her what it's for. Oh, they make sure the birds don't come. Yeah, she said ew. That's why she said ew. That's why we have the owl on the boat. Bởi vì con phải dựng lên nghe chưa? Mình không có trên thuyền là con phải dựng con này lên để cho mấy con chim nó đừng có lại nha. No chim. No chim, đúng rồi, không chim. Trời ơi, nó mặc cái áo luôn đó. Let's dance. Let's dance. Rồi bây giờ con dance đi. Okay, daddy, turn on the music. Okay.